Hãy
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Đa-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được nghe được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Chỉ được nghỉ yên trong Ngài đấng cứu độ, trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi Thiên Chúa tôi chính nguồn ân cứu độ, Chúa chính nơi nghỉ ngơi. Hồn tôi chỉ được nghỉ yên trong nơi nghỉ ngơi, hồn tôi chỉ được nghỉ.
Lạy Chúa, chúng con luôn đặt niềm tin nơi Chúa, xin củng cố đức tin yếu hèn của chúng con. Chúa, xin an ủi và chữa lành nỗi đau thương, mất mát của gia đình các nạn nhân dịch bệnh. Và xin đón nhận những anh chị em chúng con đã qua đời vì dịch bệnh vào thiên đàng. Xin phó thác tất cả khổ đau, thành công, thất bại, xin đổi mới chúng con để chúng con nên giống Chúa. Chúa của nguồn hy vọng, xin gìn giữ và ban bình an, chữa lành cho những đất nước đang gặp thiên tai, đang trải qua biến cố đau thương. Xin đón nhận con cái Chúa đã qua đời vào cõi vĩnh hằng. Chúa đã cho chúng con biết và yêu mến cộng đoàn Ta Dê đã qua 80 năm với nhiều hồng ân. Xin cho chúng con qua các giờ cầu nguyện với bài hát Ta Dê được gặp Chúa và ở lại với Chúa luôn mãi. Thầy Roger, như một đóa hoa thơm ngát trong vườn hoa của Thiên Chúa, Thầy đã về với Chúa 15 năm. Tạ ơn Chúa vì hạt giống của Thầy sinh hoa kết quả dồi dào. Chúng con xin dâng lên Chúa những ý nguyện thầm kín riêng tư của mình. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Praise be to you, Christ Jesus.
From all the peoples of the earth, you gather us into a single communion, the Church, which is your body. Rekindle in us the passion for communion, so that your work of peace may shine out on earth. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn vinh Chúa. Từ tất cả mọi dân tộc trên trái đất, Ngài quy tụ chúng con trong sự hiệp thông duy nhất nơi giáo hội là chính thân thể Ngài. Xin khơi dậy trong chúng con niềm khao khát tìm đến sự hiệp thông, để nền thái bình của Chúa được hiển trị khắp muôn nơi. Lòng đừng sợ hãi chi, tin tưởng nơi Ngài, bình an Chúa ban sẽ chở che tâm hồn, đường thân ở đời Chúa. Alleluia, Alleluia. Lòng đừng sợ hãi chi, tin tưởng nơi Ngài. Alleluia, Alleluia.
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong cơn dịch bệnh. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết Ngài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
ban sự bình an. Cầu cho chúng con. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Lạy các thiên thần bạn mệnh của chúng con. Cầu cho chúng con. Lạy Thánh Giuse. Cầu cho chúng con. Lạy Thánh Ignacio. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử vì đạo nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.